Từ Gỗ Bên Hồng xin kính chào anh chị. Từ Gỗ Bên Hồng quay cái video hàn trả một bác khách ở Sài Gòn cho bác làm kỷ niệm. Bác đặt một con rắn được chế tác bằng gỗ chắc, chắc Việt, chuẩn chắc Việt, hàng gỗ chắc đỏ đen. Và bên em vừa mới hoàn thiện xong, tác phẩm này. Nay sơn phu xong rồi và hôm nay để đóng hàng để trả bác đấy. Trước khi trả bác rắn chắc này, em quay được cái video để làm kỷ niệm cho bác. Sau này bác thích xem này, bác lên YouTube kênh Từ Gỗ Sửa Bên Hồng để xem làm kỷ niệm. Chữ rắn tài lộc, chữ rắn theo tuổi rất đẹp, chế tác gỗ chắc đỏ đen rất đục tinh xảo. Từ Gỗ Sửa Bên Hồng, anh chị đã, như anh chị đã thấy như này, rất mềm mại và đẹp, một chú hổ mang bệnh quá thần thái luôn. Và bên ngoài em xin nói là bên ngoài nhìn còn đẹp rất nhiều lần, rất nhiều lần ở trong cái video của em nhé. Đây là hàng đặt của bác đấy. Và bên em mình có nhận đặt hàng đục tất cả các con giáp anh chị nhé, đục tất cả con giáp trên chất liệu gỗ hương và chất liệu gỗ chắc và rất nhiều tất cả các chất liệu khác mà anh chị nào yêu cầu. Cái hàng đặt thì nào rất tỉ mỉ đẹp đấy, cái dáng thế còn chú rắn rất đẹp luôn anh chị, không khác gì một con rắn thật cả, thậm chí thì con nét thì xảo đẹp hơn ấy đấy. Anh chị nào muốn sở hữu một tác phẩm đẹp, một tác phẩm theo 12 con giáp hay một tác phẩm con gì đẹp đó, anh chị có thể đặt Từ Gỗ Sửa Bên Hồng, số điện thoại 0987 336 318. Và xin cảm ơn bác đã ủng hộ bên Từ Gỗ Sửa Bên Hồng khá nhiều tác phẩm rồi. Bác lấy nhiều nên là mỗi tuần là gửi cho bác một tác phẩm để cho bác nhận đỡ vất vả. Nếu mà tính những tác phẩm bác lấy thì chắc là phải qua tháng sau, mỗi tuần một tác phẩm thì phải qua tháng sau, thì đến nửa tháng sau thì mới gửi hết được cho bác những tác phẩm bác ủng hộ. Và Từ Gỗ Sửa Bên Hồng xin cảm ơn bác và cảm ơn anh chị đã xem cái video. Hẹn gặp lại anh chị những tác phẩm tiếp theo.